Mới đây trên mạng xã hội có đăng tải một đoạn clip liên quan đến điện thoại đang sử dụng mà bỗng muốn phát nổ. Cụ thể vào ngày 15 tháng 10 năm 2023 lúc 19 giờ 45 phút vụ việc được camera ghi lại tại một quán nhậu như sau. Thoạt nhiên một gia đình đang ăn lẩu gồm có 5 người trong đó có một đàn ông phẩy một trẻ nhỏ và 3 người phụ nữ. Trong khi người lớn nói chuyện thì bé gái đang sử dụng điện thoại chưa rõ hiệu. Thì tự nhiên bé giật mình thả xuống và sau đó là khói bốc lên từ trong điện thoại kèm với mùi khét. Bé nhanh tay bỏ điện thoại xuống bàn và được người đàn ông đá văng ra ngoài sân. Hiện nay tình trạng điện thoại di động bỗng nhiên phát nổ thì đó là một vấn đề đáng lo ngại. Lo ngại về chất lượng sản phẩm đến từ nhà sản xuất. Hiển nhiên các sự cố không may từ chiếc điện thoại của mình đa số người dùng đều đặt sự quan tâm nhất đến từ pin. Thế nên lời khuyên của chuyên gia ngoài việc không được sạc pin khi sử dụng còn phải sử dụng điện thoại chính hãng và chất lượng nữa.